Ok anh em, hôm nay con Béo Mô Tô sẽ lại hết mình về nghệ thuật, nắng to vỡ đầu luôn. Và hôm nay là cái bản review, con Béo Mô Tô review chiếc Exciter mà nổ rất nhiều lần tại con Béo Mô Tô. Và chiếc này như anh em biết rồi, được vệ sinh sạch sẽ từ đầu đến cuối, rửa xe các thứ vệ sinh sạch sẽ, bảo dưỡng lại. Và sau đấy là gì? Là update dàn chân mới. Ok anh em, và chúng ta cùng đi xem chiếc xe này nổ như gì nhá, của một chiếc xe của người anh em ở bên ở Thanh Hóa. Trở lại với con Béo Mô Tô Vlog nhá. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc Exciter được trước đã đậu mình rồi, đã lên đồ rồi. Và bây giờ sẽ review để dọn zin lại, dọn lại cho nó đẹp. Dọn zin không phải là ở đây là về hết đồ zin đồ riếc nhá, mà dọn lại cho nó mới như zin anh em ạ. Tất cả những điểm này mình sẽ rửa lại sạch sẽ thơm tho các thứ, đánh ủ dầu ủ riếc sạch sẽ thơm tho. Lốc máy sẽ vệ sinh lại sau khi mà sập lên bửa côn. Và đây chiếc này X1R bản mới nhất của bản nồi côn 3 lò xo. Đấy, thì full bộ nó có đầy đủ cái bát côn này ở dưới, trên dưới, và tiếp theo là lá côn và lá sắt, đầy đủ hết lò xo, ốc bắt luôn. Và bây giờ là mình đang lên cho khách, với trước là khách dùng bộ upside down của SK Racing 2 heo. Và bây giờ chủ xe lại tiếp tục lên tiếp là con gì? Là con thụt Winner X nhưng mà chơi 2 heo, 2 heo hai bên Adeline bản 4 pit thường. Đây, anh em nhìn thấy được không? Đĩa X1R. Đấy, cái cách độ này thì nó đơn giản cực luôn, quá là đơn giản luôn. Anh em nào mà nhìn thấy video này, cái nhìn đến đoạn này cái biết ngay, ok, đơn giản. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, hai heo Adeline cực kỳ là đẹp luôn. Lên hai heo cân bằng luôn, anh em nhìn thấy độ con heo đạt không? Cân bằng và heo ăn như nhau nhá. Mình sẽ giới thiệu đến anh em cơ chế hai dây này đúng không? Các bạn đều biết rồi đúng không? Hai dây này đưa lên, hai dây này là dây của Goof. Goof, đúng rồi. Dây của Goof. Dây của Goof Thái Lan. Đây anh em, đấy, logo Goof. Goof Thái Lan. Goof Thái Lan. Và hai dây này thì đưa lên bằng một cái chảng chia chữ Y này. Chảng chia chữ Y này, sau đấy chảng chia chữ Y này sẽ đưa lên cái tổng phanh của mình ở trên này. Đấy. Và ok, chúng ta hãy cùng đón chờ cái sản phẩm này mình review nhá. Và đây là cái lốc nồi. Lốc nồi sơn theo kiểu phong cách của Malaysia, nhưng mà các bạn thấy đúng không? Nó không phải là màu xanh Malaysia, mà nó ra hơi thiên hướng màu vàng của thụt kia anh em kìa. Đấy, các bạn nhìn thấy cái màu thụt chưa? Nó sẽ sáng xe hơn. Ok các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng đón chờ nhá. Hello anh em, và xe đã ráp xong rồi. Và bây giờ mình sẽ rửa đi, mang ra rửa siêu sạch luôn, để cho nó mới tinh tất cả luôn. Ok anh em. Dắt ra cho anh đi Phong ơi. Hôm nay thì như các bạn đã biết rồi, đây là chiếc Exciter mà được con Béo Mô Tô dọn lại từ một chiếc xe đã độ sẵn rồi. Và đây là chiếc dọn mới. Và đây anh, chúng ta hãy cùng trước khi đấy thì anh em có thể ghé qua cái channel của con Béo Mô Tô Vlog và Đời Sống để xem một chiếc xe dọn lại nó như thế nào nhá. Ok anh em. Đây như các bạn thấy không? Như cái video mà anh em nếu mà có ghé qua cái channel con Béo Mô Tô Đời Sống thì thấy mình dọn con Exciter này ấy, mình rửa giấy sạch sẽ hết từ trong ra ngoài luôn. Sửa giấy sạch sẽ hết luôn. Đấy, thì cái này là rửa ủ dầu riết, đánh kỹ những cái chỗ mà anh em không thể thường xuyên vệ sinh được thì con Béo Mô Tô đã vệ sinh lại cho khách. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem review dàn đầu trước nhá. Ok anh em, đầu xe thì chủ xe sử dụng quả Zipass 2 tầng màu xanh cho hợp với dàn đề can. Đấy, màu xanh hợp dàn đề can. Đầu xe thì chủ xe sử dụng cái ốp màu carbon fiber xịn nhá. Con này ốp màu carbon fiber xịn, mình lắp cho Winner, lắp cho Exciter, lắp cho rất là nhiều dòng xe rồi, thì cái này mình sẽ không phải review nữa. Thì anh em nhìn thấy dàn đầu. Và hai ốc này bắt đây ấy, các bạn biết làm gì không? Vì Exciter zin nguyên bản nó hay bị gãy cái lẫy, tháo lắp ra nó hay bị gãy những cái lẫy nhỏ. Thì cái này là cái phương án mà bắn chặt vào nó cực kỳ là chắc chắn và không chống rung. Đây là cái mẹo nha anh em nhá. Có thể bắt ốc titan, có thể bắt ốc inox hoặc là bắt ốc vít cũng được, nếu anh em chỉ cần đơn giản là nó không bị rung. Và đây cũng là cái võ rất là hay này.
Đấy. Với những anh em nào không cần phải bị gãy lẫy rồi chạy lâu rồi, xe vỏ vít sử dụng lâu rồi nó gãy lẫy này, đây là cái cách đơn giản nhất. Chúng ta chỉ bắn một con vít vào đây nó giữ khít thì khít luôn rồi. Đấy, giữ khít thì khít hai bên, mình bắn cả hai này. Đấy, camera có thể xem bên này đó. Đấy, cái này là cái bài bẩn thôi, bài bẩn võ bẩn thôi. Còn nếu mà anh em nào mà bảo không thì mẹ tao không thích bắn cái này, tao thích cái mới cơ, thì ok anh em. Đấy, quyền của anh em mà, đâu phải quyền của mình. Và tiếp theo nữa là rất nhiều anh em quan tâm đến dàn chân đúng không? Thì dàn chân con này là vành OZ cụt của Winner X. Lên hai heo luôn nha các bạn nhé, heo Adeline. Đấy, lên hai đĩa hai heo luôn. Và mọi người sẽ hỏi là con heo này có ăn được không? Hai con ăn như nhau. Đấy, bóp lên nó thẳng tắp về hành trình xe, nó sẽ mút xe, nó sẽ ăn chết xe. Nhưng mà khuyến cáo anh em là không nên chạy tốc quá nhanh và bóp chết phanh. Bóp chết phanh là người sẽ rúi ra bay qua ngoài vì nó ăn quá. Đây là hai con heo Adeline 4 pit. Thì con heo này anh em thấy là rất là giống con heo của Vunavu lên đúng không? Vunavu lên là lên hai con Brembo, hai con Brembo đấy, chân đối xứng. Nhưng mà Vunavu là lên từ ngày xưa nên là cái việc mà lên để cái pad này nó mới ra, pad CNC này chuẩn luôn của nó, rất là ngon. Và cái kèo này tại sao nó ngon? Bởi vì cả pad, cả heo, cả hiếc các thứ có 1.250.000. Anh em có thể lên Shopee mà mua. Quần béo mô tô có bán trên Shopee luôn. Mình là đại lý của Adeline mà. Đây 1.250.000 full một bộ này luôn. Quá ngon luôn, dành cho anh em lên thụt Winner X. Đấy, thì cái bài mà lên thụt hai heo Winner X để mà ngon lành cành đào nhất anh em. Đây. Lộn ngược chân nó ra. Đấy, đơn giản không? Quá là đơn giản luôn. Lộn ngược chân nó ra và bắt tiếp con heo đây, thì chúng ta sẽ đặt hai cái chân phuộc, hai cái phuộc luôn của Winner X bên phải. Đấy, các bạn thấy không? Lên đây trông nó cũng không quá là khác biệt đúng không? Trông quá khác biệt mà nó lại cái gì? Không phải độ chế nhiều, lại chuẩn chỉ ngon lành như zin. Đấy, nghe chuẩn chỉ ngon lành như zin. Và khi mà bắt cái này lên thì chúng ta sẽ sử dụng cái rè Winner X nhá. Rè Winner X này. Đấy, full combo cho Honda Winner X này lên xe. Tất cả rè trục bi rồi là bi cổ phốt rồi là bi đũa chịu lực rồi tất tật các thứ. Phát heo CNC các thứ là 4.550.000. Nhưng con này nó sẽ tốn nhiều tiền hơn. Vì tại sao? Vì con này sẽ phải sử dụng hai con heo này, 1.250.000 một bên. Hai bên là 2.500.000 rồi. 2.500.000 và công vào heo, công làm căn ắc các thứ nữa là 200.000 một con. Và tiếp theo nữa anh em mất cái gì không? Mất tiền dây dầu này. Đấy, như các bạn thấy là mình quay cái dây dầu này. Cái chạc chữ Y này, mình nằm ở trên này. Thì chạc chữ Y thì mình ngay từ đầu video mình đã cho các bạn xem rồi đúng không? Ngay từ đầu video mình đã quay cho các bạn xem cái chạc chữ Y ở trên đấy rồi, thì chính là nó đấy. Đấy, chạc chữ Y cộng với chia lên. Vì chúng ta chắc chắn rồi, hàn heo 4 pit thì phải thay đổi tổng phanh Racing Boy. Racing Boy thì là cái piston nó to hơn 14 mà. Nên là bóp nó sẽ nhẹ phanh, cộng với thêm là nó mút, nó ăn phanh, nó không yếu cái piston này. Đây là đàn đầu. Wow, đàn đầu này cũng rất khủng khiếp nhá. X218 lên full bộ Domino copy. Đấy, đây là công tắc tắt nguồn này. Đề này không đề được à. Bật máy lên này. Tắt nguồn này. Đấy, cùng tăng tốc Domino này. Cùng passing này. Đấy, con này để passing. Và chủ xe ở đấu là con đèn trợ sáng này rất là ok nhá. Đây mình lại test thử cho các bạn quả đèn trợ sáng. Đấy, cái tòng teng này. Đấy, các bạn thấy không? Cái tòng teng lắp ở thẳng vào ghi đông luôn. Nên là nó rất là khỏe. Cái tòng teng này nó rất là khỏe. Và cái này là sử dụng bằng công tắc này. Đây mình công tắc speed limit mình bật lên cho các bạn này. Bốn con sinh nhan cùng nháy chưa? Anh em thấy bốn con sinh nhan cùng nháy chưa? Đấy. Đây là công tắc hà ra nhá. Và đây là công tắc đèn trợ sáng này. Đấy. Công tắc đèn trợ sáng này, các bạn thấy không? Đấy. Passing bằng đèn pha thôi này. Đấy. Đây là chủ xe muốn là tách biệt độc lập ra và không thể thiếu được cái đôi tay phanh cánh côn. CRG carbon. Khách cũng rất thích chơi kiểu carbon cộng với titan nhờ. Rất đẹp luôn. Và chúng ta cùng đi đây, không thể bỏ qua được thêm cả quả đèn hôm này nữa chứ. Vãi nhờ. Đấy. Con đèn này là bắt vào đâu đây? Để nổ máy lên. Nhiều đèn vãi luôn. Đây, chúng ta đang... lên chưa? Chưa. Không biết nó bắt ở đâu luôn. Thề với anh em luôn. Công tắc này tôi còn không biết là đèn này nó bắt vào đâu luôn. Xem ông trên xe nó có cái công tắc rời nào không anh? À đây có công tắc rời. Đây đâu? Đâu phải. Đây công tắc rời này là công tắc gì đấy? Thôi bỏ qua con này đi.
Em không chắc có giấu đâu luôn con đèn này. Vãi thật. Và đây là con quét nhựa này, con béo mô tô quét và chám nhựa lại này. Đấy các bạn thấy không? Chám mất sơn này. Đặt cái tầm này để làm gì, cái hành trình đèn nó sẽ rõ hơn. Đấy. Và đây là bộ đề can của anh em 36, bộ đề can này của hệ thống quy đề can đã thiết kế lên xe. Màu bộ này là bộ tem nhôm ấy, rất đẹp luôn, đúng không? Exeter 150. Và bộ đề can này thì nói thật với anh em luôn, chủ xe chơi 6 tháng nay rồi. Chơi 6 tháng nay rồi, chủ xe chơi 6 tháng rồi. Ai cũng chơi như thế này thì mình chết đói. Và anh em nhìn thấy cái lốc máy không? Lốc máy này là không phải là lốc máy mua của bản FZ Indo. FZ Indo đâu. Đây này, lốc máy nó vẫn 950 này. Lốc máy này mình sơn lại mà. Lốc máy mình sơn lại để nó sẽ, lốc máy Indo nó sẽ có nhiều màu xanh hơn, đậm màu hơn. Thì cái lốc máy này của mình sơn lại cái màu vàng nó nhạt để làm gì, để nó hòa hợp với cái thụ trước. Đấy, để trông cái xe trông liên lạc thì chủ xe đã. Nhưng mà thực tế là cái màu lốc máy này lên ốc titan xanh này rất đẹp nhỉ. Đẹp vãi luôn. Full lốc máy hai bên luôn, full cả lốc máy hai bên luôn. Đấy, rất là ngon lành. Và chúng ta hãy cùng đến với cái dàn chân sau, chân dưới. À đây, cái yên. Yên này thì anh em thấy thống của yên của bản độ của Trung chủ tịch đúng không? Trung chủ tịch cũng đã lên quả yên này. Và yên này mình chả biết chủ xe mua đâu rồi. Không biết chủ xe mua đâu. Hay mua lại? Nhà mình không có. Hay mua lại của Trung? Không. Trung vẫn đi đúng không? Trung bán xe bán cả yên mà. Con này không phải, con này không phải luôn. Con này yên mua ngoài. Đấy. Dàn chân thì ở đầu dàn chân thì là có bộ số gẩy của RZ dây sinh. Đấy, bộ số gẩy RZ dây sinh solo. Và khi lắp bộ số gẩy này anh em nhớ để ý cho mình cái việc đặt cái panel cộng với xả cái e nó căng chân lên một tí nhá, căng lên. Cái lý do mà chủ xe gửi lên là cũng là do là cái bộ số gẩy này phanh nó không được được quá ăn, nên là chủ xe muốn làm sao fix cho nó ăn ngon lành thì mình đã fix cho nó ngon lành, mượt mà rồi, nhẹ nhàng rồi, chỉ căng cái tầm phanh lên thôi. Và cái không thể bỏ qua được quả thụt Racing Boy đã hết hàng rồi, con này hot vãi luôn. DP2 đang hết hàng, ngon bổ và rẻ nhưng mà đã hết hàng rồi nha anh em nhá. Racing Boy này bây giờ rất hiếm ở trên thị trường. Và nếu mà với những anh em mà lên bộ số gẩy này rồi ấy thì muốn là làm thêm cái gác chân sau nữa thì bắt buộc là phải có một cái phát đưa ra, nó trông nó sẽ hơi bị cồng kềnh, nó trông nó hơi bị khum quằm, nhưng mà bắt buộc phải có cái phát này nó mới đủ khỏe để người ngồi sau nó đi nó không bị rung. Đấy, và đây là quả càng của RZ dây sinh theo kiểu thiên hướng của gấp mô tô R6, R6, rồi CBR các thứ hết, gấp kiểu gấp chéo mô tô. Đấy. Và bên này thì chủ xe có lên quả cổ bầu ô tô. Đấy, mình nổ thử tiếng bô cho anh em nghe nhá. Đây minh chứng nó đây, bô rẻ nổ rất hay. Bộ này bô copy chắc cũng mấy trăm nghìn thôi, rất rẻ. Đấy. Anh em thấy cái bản độ này nó có bị nhiều màu không? Mình cá nhân mình nếu mà lên cái bản độ heo này, mình sẽ chơi con đĩa của X1R Chrome màu đen thì trông nó sẽ, dàn chân nó sẽ cứng hơn. Nó cái những cái điểm mà như cần thụt với cả heo này nó sẽ nổi bật hơn lên hơn. Và tông màu của nó chơi đúng với tông màu đen heo vành thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Titan là chủ xe đầu tư rất nhiều ốc titan nhá. Đấy, gần full rồi. Đấy. Từ đầu đến lốc máy với dàn chân là đã hòm hòm rồi. Và đây là đôi chống đổ của Watt để làm gì? Lắp lên để trông, để tô điểm thêm cái thụt lên thôi. Vì cái này là nó đang hơi bị thiếu xanh nên là bắt buộc phải có cái này để làm cho nó thành điểm nhấn. Vãi cả đại ca bụt cười kìa. Chống đổ này nó sinh ra để bảo vệ con heo với cả đĩa. Làm đẹp thôi, cá nhân làm đẹp. Giống như kiểu là ông trời tạo ra địa chấn, còn cái chống đổ này là tạo thành điểm nhấn ấy. Đấy, nó đang bắt đấy. Ok anh em, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi một cái vlog của con béo mô tô. Hẹn gặp lại anh em tại những channel sau nhá.